trước cái thì Phương có thả với câu viền, hôm nay thử nghiệm với con trai coi như thế nào cả nhà. Chứ thường thì mấy anh thường thả câu trai này với mồi tép thì phải, nghe nói là mồi tép với hoa nhị luôn. Hôm nay Phương thả bằng vòi để coi nó như thế nào. Rồi bây giờ tiếp tục Phương sẽ làm tiếp nữa nha. Đây nè, Phương lấy đây một cái lưỡi nữa nè mà chưa có sớm rồi nhưng mà chưa có bỏ chai vào, để Phương bỏ chai vào luôn nha. Phương chia nó ra cái phần dài như thế này nè. Phương thấy mấy anh làm như vậy đó. Nè, bỏ vô cái chai. Mình sẽ chống vòng lại hẳn cho cả nhà xem câu của mình nha.